Chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng cô chú đến với kênh Tim Sắt Chắc Thắng nha cô chú. Tối nay mấy cậu cháu em lên tiếp nghịch máy nhờ anh em cũng như cô chú tham khảo ha. Bây giờ em lên hai cái máy của video này. Hôm nay là cái đầu tiên của video này là SS80 nha cô chú ơi. SS80, những cái dòng máy mà quen thuộc với cô chú nè. Ngoại hình thì máy này nó rất là mát mẻ nha cô chú. Này chắc giống gái mặc áo một dây quá. Giống gái nữa. Đầu em lúc nào em cũng suy nghĩ tà đạo quá chứ sao kỳ vậy ta. Cái này vắng vợ xa chắc anh mọc nanh thiệt quá. Cái này ngoại hình thì nó gì nè cô chú? Không được, đừng có cho ông coi trời, đừng có nấu gì chứ, nói chung là đừng chỉ quá coi luôn. Nói chung là giấu được càng tốt. À, ngoại hình nó gì nè cô chú? Ngoại hình thì nó vô cùng mát mẻ anh cô chú. Cái nào mát trống trống là nó hấp dẫn nè. Cô chú nhìn kết nước này nè, rất là đẹp luôn. Mà cái máy này nó em nhớ là dường như nó có cái áo, mà cái áo nó xấu rồi cô chú ơi. Áo nó xấu rồi nên tụi em lột ra luôn để dễ, mình dễ rửa cô chú. Nè cô chú nhìn nó nguyên thủy vậy nè. Vì bị tụi em là không có biết sửa nên tụi em lựa những cái máy dầu nào mà nó bơm mà quay nó cọc cọc cọc, nó nhẹ, nó không có bị dính gì hết trơn là tụi em lên sóng cùng cô chú ha. Cái này dân má tới 80, cái này gió ba dê cô chú, gió ba dê nè cô chú, nhỉnh mỏ ba dê nó lòi ra ngoài vậy nè, bong bóng ghim nó còn, áo nước sơn thì hơi chạy nhẹ đây chút cô chú. Này về cô chú lấy màu nước sơn tím cô chú xịt lên. Cho con máy mình không có giống ai hết trơn là người ta dễ đi. Máy có mua con nắng độc quyền thì chứ mấy mấy màu độc. S80 cô chú, cái này là bê tông nó là 80 ly. Cái này công suất nó ngang với cái D8 của mình. Nhưng mà nó giỏi hơn ở chỗ là nó thâu dầu cô chú. Nó thâu dầu nhẹ quay và độ bền nó cao hơn cái máy Trung Quốc. Cái dùng của em đi dùng quê nghèo thiệt cô chú, có nghe dùng U Minh Thượng không? Nó sâu nó xa của tỉnh Kiên Giang luôn á, nhưng mà bây giờ máy đê là bán muốn hết được. Bà con người ta chuộng máy Nhật không, ngày nào bèo gì bèo thì cũng kiếm cái máy Nhật. Nhưng mà cái máy nước máy đê 6 giờ đem lại tiệm sửa hơi khó rồi đó, người ta không có chịu, người ta không, mấy cái tiệm sửa người ta không có chịu làm. Còn máy này em thấy bu li nó còn đen nè cô chú, nhìn nè ốc nó nguyên thủy, quạt gió còn đen thui luôn cô chú. Cái này ngày mai em sẽ gắn lại cái dây gió cho cô chú mình nha, này không có dây gió nè, lăn còn em ru. Còn số ghi cái máy này mờ quá cô chú ơi. Cái máy này có số ghi là 002926. Con đường gồm như quá, những hút nhìn thấy chí trên tóc con ở trơn luôn á. Đâu mà có. Bây giờ là dừng có chí nghe chị ơi. Có đâu. 02926 00 nè. Kia chữ C. Ủa. 02926 02926. Con mà con gồm xuống dừng hút gọi thấy chí rồi lúc đó đừng la làng nha mày nghe con ơi. Con có chí. Nè cô chú nhìn nó bị lắp nó đẹp vậy nè, nó cái máy này nó sạch hơn diễn nè cô chú. Nắp ốc nó bị lắp nè. Cô chú nhìn. Ốc nó bị lắp vậy nè cô chú. Đó. Cái này em bao gin toàn tập cho cô chú nha. Cái này nó nguyên si. Bây giờ đem nhờ chuyển test hàng cho cô chú mình nha. Đó. Cô chú ghê, mấy thợ vịnh anh chưa? Giờ thợ vịnh là giờ lên giúp thợ quay gì đó. Chắc kêu chó đèn rồi, chuyển vịnh cái chó đèn cho anh vịnh lên nghe điện thoại giùm cho các bạn. Rồi cái máy nó chạy nè cô chú. Kêu chú ghiền chưa chứ máy này chạy tới con chuyện luôn. Chụp chưa? Chụp ra. Cô kính quay cái bánh chớn cho cô chú nghe, cái rõ tóc nhỏ cái nó muốn tắt luôn. Nó lỏng cái gì? Cái bàn ra chưa chiếc ốc nó bị lỏng. Bàn ra chưa chiếc ốc nó bị lỏng hả?
đóng khói buông nó bị mốt, con có kịp nó bẻ này lên đi. Sức mạnh cháu hiệp bây giờ con thấy gãy không khói. Mở thùng dầu muốn hết dầu rồi đó, chắc ăn là muốn hết dầu rồi. Con tấp xuống này, tập xuống này, tập xuống này để nó uống, nó hết dầu, cái máy nó hết dầu uống lắm. Tắt đi chứ, cái máy nó đang nguyên thủy gì đụng để cho nó hết dầu uống rồi. Nó hụt cầu thiệt, hụt lương rồi. Bởi nghe cái tiếng này, em nghe tiếng nó nơi khác mà thùng dầu nó quá trời dầu, nó dơ uống rồi. Máy này chạy quá trời chắc rồi chú, cô chú ơi. Máy này tiếng quá thì chắc luôn. Cái này lỡ bây giờ mình thực tế một cái nữa đi con ơi, vô khó chu cực chứ đi. Đổ dầu vô xả dầu bọt cho cô chú mình cái nữa đi. Ừ, nó lỏng lay bởi hàng chi nãy giờ chuyển nó mới cứ vịnh vịnh hoài luôn. Lỏng ngóc nè cô chú, lỏng ngóc chỗ cái ga nè. Giống con mở ra quá vậy chứ. Vậy nó có xích vô. Kìa không? Cái Dương Út thấy con mở ra nó vô. Vô hả? Vô. Thì xin lỗi con nha. Dương Út con nghe không có phân biệt được ra vô. Đúng chưa? Con này hay trời, biết dặn nó xích vô luôn. Nhịn giác này thiếu gù rồi. Rồi được rồi con trai. Được rồi, nhiều được rồi. Cái này nó bị gãy tay quá dầu cô chú. Vì chứ mà cái này vô chừng có một xị là bảo đảm cô chú lại gót không đổ một giọt luôn á. Vô một xị thôi, bảo đảm là tay chân hết rung liền, rung chỗ khác. Nè, có nè. Mở dưới cái đây gì? Luôn đi con, mở dưới luôn đi, mở dưới luôn đi. Có cây gì phải, cây dưới chân con kìa. Ừ. Nó tới 19. Hay trời, biết xả vào bọt luôn trời. Không ra dầu cái gì chạy. Ừ, chúc mừng con, ngồi ghế quay luôn rồi kìa đó, con ta vừa lên cơ rồi đó. Ủa, cái gì chạy luôn nè, cái này cái ga nó hết, có bị lỏng rồi, nó hết tắt rồi đó coi chú. Ra đi cô chú, thấy ác liệt rồi. Móng nó quay kìa, nó quay ngồi nó chống mặt nó xỉu lên nè. Máy này nổ quá tịch rồi luôn. Cái thùng dầu nó không đẹp đẹp chứ, máy này nổ chắc lội luôn á. Rồi tắt đi con trai. Hay trời, biết xiết cái bàn ga lỏng, biết xiết bàn ga lên luôn trời. Dữ quá. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn ha. Cái máy này thì em sẽ hỗ trợ em tặng cho cô chú cái áo gió khác nếu cô chú cần nha. Nếu cô chú cần thì em tặng cô chú cái áo gió khác. Cái máy này em bán cô chú là 6.3 bao ship. Còn cô chú tự chở tới cửa hàng bên em chở thì em trừ lại 400.000. Còn 5.9, 6.3 là em bao ship toàn quốc cô chú. Còn riêng về phần dây gió này bên em sẽ gắn lại cho cô chú nè. Chứ không có dây gió gì chạy cái máy nó nóng, chạy không được, nhiều khi cô chú không biết chạy nóng máy là lúp bê luôn á. Rồi, con đầu tiên của video này 6.3 cô chú. Rồi tiếp tục em xả hàng thêm một em nữa nè. Cái này là Mitsu 85. Ngoại hình thì nó xấu, chắc này xấu hơn em đẹp trai hơn mấy này. Cái lưới nè cô chú, cái lưới nó bị gì nè. Cái lưới mấy cái thanh này nó bị đứt thanh này nè. Cái này thì nó cũng không quan trọng gì, thông thường là có cái mặt lưới này là nó được có cái là mình bảo vệ, nhiều khi tay chân mình quên mình thọt vô đây. Nhưng mà cái này nó cũng không đáng lo cô chú ơi, bị đa số những người xài cái máy lớn này là mình có ý rồi. Và còn số CD của máy này là 012517. Sau trên nó xấu quắc, mở lóc nó đẹp dữ ta. Cô chú nhìn lóc nó đẹp nè. Cái dòng Mitsu này được có một cái là cái ống khối nó dày lắm cô chú. Rất là dày luôn á. Lỡ mà nó hư rồi cô chú, sau này cô chú lấy ống khối bán tiền không.
Cô chú bữa nay đừng nói em khùng nha, bị em đó giờ em đâu có tỉnh đâu, em có được bình thường. Đó, ngoại hình thì máy nó về đây đó, máy là em bao in toàn tập luôn, bao xịn bao đất luôn, nói chung là bao tùm lum hết trơn, bao xịn bao đất bao dơ. Body thì một rảnh, hai rảnh, ba rảnh, bánh chớn này xét cô chú, bánh chớn này xấu với ông Chiển nè. Thùng dầu thì em thấy nó đen nhưng mà nó không xét cô chú mày, nó đen mà nó không xét. Cái dòng máy này em rất thích, nó là chỗ nó mạnh cô chú mày. Cái Mitsubishi 85 nó mạnh cho lắm, mạnh cô chú thấy nó cái tướng là gì nè, nhưng mà nó mạnh là cỡ khoảng cái đi 9 tới 10 mình đó. Cái dòng này nó chạy là thứ nhất là cái độ bền nó cao, Mitsubishi cô chú nghe nó mà mấy dầu mấy xăng gì yêu cầu mà nó dòng Mitsubishi là nó chạy là nó chắc ăn rồi, nó chất lượng rồi. Nè cô chú nhìn thấy nè, bộ khóa dầu, cái tay khóa dầu mà nó làm vậy cái này nè, boe nó cũng làm vậy cái này mà nó bị mớp này tí xíu cô chú. Mấy xe Mitsubishi Isuzu gì nó cũng đã chứ, còn mấy xăng này Mitsubishi vô gớ vô là rất là mắc. Con ốc này sao có vụ mà cái vụ dính bọc ở đây nữa nè. Nó gì cô chú, đó cái nắp hông nó gì đây. Rồi cái này trái đèn chạy hồi chắc ăn vũ ngơi đang đang ngang ngang luôn. Rồi giờ mốt nhờ con test hàng cho cô chú mình cái Mitsubishi 85 nè. Dây con go hay dùng cái này, dây cua go, dây cua go gió nó vũ quá trời, mình nghe cái tiếng máy nó không có thật được. Con qua bển kéo con cắt bỏ dây này luôn ơi. Cái này cái răng nó bị tưa rồi, nếu mà về trước sau nó cũng bị đứt, có khi là thà mình xử nó trước cô chú rồi mình thay dây khác, chứ để gì nhiều khi cô chú đang chạy mà nửa đêm nửa hôm nó đứt mình không hay, cái là máy nó bị nóng. Cái này cắt dây gió thì chắc ăn là phải thay thôi, không có đường nào là mời mình phải thay liền, dây nó tưa dưới nó dùng quá trời luôn rồi. Vì ghiên chắc không vậy, nó răng nè cô chú, nó răng nó muốn đứt nè. Trời ơi, giờ dẫn lúc mời nó te tua còn hơn em nữa, nó te tua nó đứt nó răng nè. Bị cái này thà mình ấy trước cô chú mày, mình ấy trước để mình thay mình thủ trước, chứ để nhiều khi cái nó đứt bằng đêm bằng hôm cái mình không có đường ấy, để coi số mấy mời thay vô. Cái bánh chớn hơi xét cô chú, bánh chớn hơi xét nhưng mà mấy chị ngon quá. Rồi mời coi mấy khác là cậu nhìn có biết rồi, bấm mấy 38 mời lên cộng 38 cộng 39 luôn. Dưới này nó có tăng đưa cô chú dễ nè, cái này hơi móp móp tí xíu để mời em nhờ mấy đứa cháu sửa này lại cho cô chú nè. Hơi móp gì, hơi móp cái tăng đưa nè, trắng nè, coi nhà con chết thằng cho cô chú ơi, chạy cái đó ra.
kêu vậy. Cái máy này theo góc độ em nhận xét là chạy cực kỳ chất, chỉ có dàn áo nó không được đẹp thôi, chứ mà cái máy chạy rất là chất lượng luôn cô chú. Nên em xả hàng cho cô chú, máy này em tính cô chú là 6.4 cô chú, 6.4 là em bao ship toàn quốc, còn cô chú tự chở ha, tới cửa hàng bên em chở em trừ lại 500.000, bị cái máy này phí ship nó nặng cô chú ơi, là nó còn 5.9, 5.9 là cái Mitsu 85 cô chú, có số series là 014 có 012517 cô chú ơi. Dòng máy này cô chú xài máy việt nặng đó, nó giỏi lắm, bị tua nó chậm với cái dên nó dài, cô chú xài nó đầm, đặc biệt là nếu mà cô chú làm dàn cầu nó xài bền lắm, nó ít có phá dàn cầu lắm, chạy nó đầm nó im lắm. Rồi em xin kết thúc video này tại đây cô chú, em cảm ơn em như cô chú rất nhiều ha, rồi cảm ơn tụi con nha, rồi chào cô chú.